Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Ghana Free Fire họ quyết định là sẽ mở bán rất là nhiều thứ hay ho. Đầu tiên thì đó là bộ sưu tập giày, thứ hai đó là thiên thần băng xá. Mà cái bộ thiên thần băng xá ấy, nó lại chính là cái bộ thiên thần chiến tranh nhưng mà đổi màu. Đấy, dạo này bên Ghana thích chơi kiểu làm màu anh em ạ. Đấy, đợt trước chúng ta nhớ là có cái bộ thợ săn không? Đấy, thợ săn quỷ bên Ghana chỉnh lại bộ thợ săn linh hồn. Đấy, bây giờ đến bộ thiên thần băng xá thì nó là sửa lại bộ thiên thần chiến tranh. Đấy, bên Ghana tội thích chơi kiểu màu sắc lắm, chỉ cần đổi màu phát biến thành đồ mới luôn. Đỉnh không anh em, quá đỉnh luôn, mà nước đi gọi là hợp lý. Đấy, mình thêm tí hiệu ứng băng giá bay quanh quanh, xong rồi mình thêm gọi là cái này cái nọ lọi chai và thêm một tí thành ngay quả đồ mới đục của anh em nghìn kim cương, easy như một trò đùa. Ok, thì bộ chiến thần băng giá này thì nó có gì đặc biệt? Nói chung là nó cũng chả có gì đặc biệt cả, nó cũng chỉ như bộ thiên thần chiến tranh thôi nhưng mà nó đẹp hơn. Đấy, bên Ghana bây giờ theo chiến thuật là đầu tiên mình bán một cái đồ đẹp, sau đó mình sửa lại cho đẹp hơn, xong bán như một cái đồ mới, sau đó mình lại sửa lại nó như một cái đồ mới để bán đẹp hơn. Đấy, anh em thấy hợp lý không? Về giày dép thì hôm nay bên Ghana bán lại mấy cái giày khá là hot này, cái giày siêu hacker này anh em nào ngày xưa mà thích cái giày này, nhiều anh em ngày xưa đi săn cái giày này lắm, thì bây giờ bên Ghana mới bán lại. Đấy, cái giày siêu hacker này nói chung là nó thơm bơ luôn, ngon lành cành đào luôn. Ok, đây là giày sneaker, có hai cái giày sneaker với cả cái giày xanh trắng trắng kia thì nó sẽ cho cả nam và nữ cùng đi. Thì nếu mà các bạn mua ấy, các bạn nên mua cái giày cho cả nam và nữ để phối đồ nó dễ hơn. Còn đợt trước thì bên Ghana bán lại cái giày đủ các loại màu này thì cũng nhiều anh em đã sở hữu trong cái đợt mua giày lần trước rồi. Thì lần này bên Ghana bán lại giày thì nó cũng chỉ có thêm mấy cái giày đó siêu hacker này là ngon thôi. Mấy giày sneaker đấy, giày siêu hacker này anh em thích thì mua và không thích thì thôi. Tôi thích, tôi thấy cái giày này cũng đẹp nhưng mà tôi không mua, tại vì tôi thường hay mặc đồ theo bộ chứ tôi ít khi phối đồ. Đấy, ok, thiên thần chiến tranh nhá. Và thiên thần chiến tranh thì xem ra nó tốn bao nhiêu kim cương. Chúng ta sẽ có, đây là cái hiệu kẹo này, và chúng ta sẽ mất 89 kẹo đổi cả bộ này. Còn nếu mà đổi lẻ thì nó sẽ rẻ hơn một tí phải. Ok, con dê, 10 hộp đầu tiên. Ui, sao ra ít kẹo này bạn ơi. Vâng, ui sao ít kẹo này nhở. Vâng, ui, mở 300 kim cương ra được 16 cái kẹo ạ. Vâng, mấy anh Ghana nào ăn chặt quá, mấy anh Ghana ăn dày quá. Vâng, ok, hộp nào. Ui, đây rồi, 555 kẹo rồi anh em ạ, 42 kẹo rồi. Một pha thi đấu rất nhiều kẹo đến từ vị trí của Rikaki Gaming. Kẹo P, hộp thì tên là hộp cơ và kẹo thì tên là kẹo P anh em ạ. Chả hiểu kẹo P là cái gì luôn. Vâng, đây là huy hiệu kẹo P, 63 huy hiệu rồi, thơm bơ 89 huy hiệu, mình lấy cả bộ luôn, mình không đổi lẻ. Đấy, mình chơi cả bộ, mình không chơi lẻ anh em ạ. Như vậy là tốn 300 kim cương, đó là 1200 kim cương rồi. Vâng, ra gì đây? Và ôi 80 kẹo này. Ui, trúng luôn ạ, trúng. Ôi, chúng đầu thiên thần băng giá. Thôi cũng được. Như vậy 80 huy hiệu thì mình có thể đổi luôn đó là ba cái mảnh còn lại của bộ này. Bộ này nó chỉ có 4 mảnh thôi, là đầu, quần áo cũng như là cái giày. Ok, như vậy là mình đổi luôn thì mình vẫn còn thừa kẹo cơ. Như vậy là cả bộ lấy cái bộ này mình mất 1200 kim cương nhá. Còn anh em nào mà xui hơn thì sẽ mất khoảng hơn tí, nhưng mà nói chung là 1200 kim cương này cũng được. Vâng, mặc dù bộ này nó không khác gì bộ thiên thần chiến tranh cả, nhưng mà nói chung là nếu anh em chưa có bộ thiên thần chiến tranh thì anh em hút bộ này cũng được, tại vì bộ thiên thần chiến tranh thì hiệu ứng của nó sẽ không đẹp bằng. Đấy, nó tối nó bẩn bẩn hơn. Đấy, ý tôi như thế. Đấy, ngày xưa lấy bộ thiên thần chiến tranh trong cái vòng quay thiên thần chiến tranh mệt lắm. Cái bộ đấy là nó cùng với cả cái khẩu cơ khí, cái vòng quay cơ khí, tôi nhớ như vậy. Ok, tôi nghĩ là cái bộ thiên thần băng giá này ngon hơn. Ui, thừa đúng 15 huy hiệu này, quất ba cái MP40 hoàng kim xem ra được vĩnh viễn không. Không ra được vĩnh viễn anh em ạ. Ok, và như vậy là mình đã húp được cái con nhân vật này rồi. Vâng, nếu mà nói như là Hùng Akira nó gọi là mút chùn chụt đấy. Và tôi chả hiểu sao có cái kiểu đấy. Ok, mình sẽ cho Moco mặc cái bộ trang phục này nha. Đây là đầu thiên thần băng giá. Và bộ thiên thần băng giá như tôi đã nói rồi, nó không khác gì bộ thiên thần chiến tranh cả. Đâu thiên thần chiến tranh đâu nhỉ.
và bộ Thiên Thần Chiến Tranh cũ, nhưng mà bộ này trông nó sáng lạng hơn. Đấy, nó như kiểu phiên bản sáng đẹp, sáng bóng, sạch bong sáng bóng đến từ cái bộ kia. Bộ Thiên Thần Chiến Tranh thì nó kiểu màu nó bị tối hơn đấy. Đâu rồi bộ Thiên Thần Chiến Tranh? Đây. Và bộ Thiên Thần Chiến Tranh thì tóc nó màu khác. Đấy, tôi cho anh em xem lươn lẹo. Đấy, bộ này hiệu ứng của nó là đằng sau lưng là mấy cái lửa xanh bắn ra, nhưng mà nó lại màu kiểu xám, là kiểu đánh nhau xong hết rồi. Đấy, bộ Thiên Thần Băng Giá nó sáng đẹp hơn. Châu nổi bật hơn anh em ạ, nó nổi bật luôn. Vâng, mặc bộ này mà đi vào trong đi đấu tử chiến không bị địch bắn lại hơi phí. Vâng, ui, nhìn đẹp nhờ, nhìn bén thật sự anh em ạ. Vâng, cái bộ mấy cái bộ này mà mặc ở trong Free Fire Max ấy, lúc nào trông nó cũng rất là ấn tượng nhá. Tại vì cái nhân vật ở trong Free Fire Max của chúng ta nó di chuyển và nó trông nó kiểu thật hơn. Vâng, ui, nhìn quá. Và hồi xưa tôi nói đùa bộ trang phục này tôi chả hiểu ở đâu mà đi đánh nhau mặc cái kiểu như này. Mặc kiểu này không kiểu gì cũng bị trúng đạn đối phương. Và mặc kiểu này thứ nhất là nó làm cho đồng đội mình mất tập trung. Đấy, bây giờ ví dụ anh em chiến đấu với một cô nàng mà ăn mặc như này, anh em mất tập trung không? Mất tập trung là rõ, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngoài cái chuyện mất tập trung ra thì đồng địch nó cũng sẽ chú ý đến mình hơn. Đấy, mình sẽ dễ bị bắn hơn. Đấy, bộ đồ này nó rất là phi thực tế ở trong gọi là thi đấu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chơi trận tử chiến nào. Hôm nay tôi chơi trội cho anh em xem. Hôm nay tôi chỉ chơi bắn súng bắn tỉa. Đấy, sờ streamer bắn cao nhất Việt Nam nhưng mà chỉ thích chơi súng bắn tỉa. Đấy, anh em thấy được ở đó. Bây giờ tôi đang phấn đấu thôi, đằng nào mình bắn gà rồi thì bây giờ mình cố gắng là bắn chỉ một loại súng thôi. Đấy, bây giờ chỉ chơi súng bắn tỉa cho anh em nhá. Từ nay về sau là các clip của Rikaki Gaming chỉ bắn súng bắn tỉa luôn. Đấy, tôi hôm nay tôi biểu diễn gọi là K98 cho anh em xem. Mặc dù tôi chả bắn cái khẩu này bao giờ cả. Đây là trận rank nha anh em nhá. Game 1 thì là vừa thắng rồi. Game 1 là tôi vừa có những tình huống gánh tem rồi. Đâu rồi, ra đây thử K98 thế nào. Vừa thấy có thằng lấp ló rồi. Đây quy ne bị bắn gục rồi. Và cái bộ này của mình mặc thấy trông nó cũng khá là bén. Ôi, một trận hỗn chiến ạ, đánh nhau bắn nhau các kiểu này điều. Ôi, trông tim mình gọi là trông súng xít lắm. Thi đấu phải có chiến thuật vào, phải giãn ra. Này thì rình mò này, một viên vào đầu con thần quyền. Ha. Này thì rình mò tim tao này, chết này. Được rồi đó anh em. Ui, nó trốn rồi. Nó trốn rồi anh em ạ, mà trốn để làm gì đâu. Và như vậy là mình làm hai nháy rồi. Mình làm hai cháu rồi anh em ạ. Và được của nó. Ui trời, team mình xong rồi. Ui rồi bạn ơi. Ui rồi, bạn chạy khiếp quá. Và ui, nó sang này nó thịt team mình đây mà. Không được đâu bạn ơi, đừng làm thế. Vâng, à, nhảy cửa sổ với chúng tôi. Nhảy cửa sổ, ha. Nấp ở đấy này, nấp ở đấy, tú bênh 2K5 này, cháu tôi nấp ở đấy với chúng tôi, được không anh em? Và ai mình hôm nay bắn ra đây rồi, đủ tiền làm IWM, làm đôi khẩu súng ngắm cho nó chất lừ. Vâng, chất lừ con cá ngừ anh em ạ. Vâng, chất lừ con cá ngừ, cho anh em xem gọi là khả năng bắn adup của gây mù mắt của Riaki Gaming. Và streamer bắn gà nhất Việt Nam mà không bao giờ cần phải bị check ID. Và mà nếu thực ra nếu mà có check ID thì người ta lại bảo là ui cái ID này bắn quá gà, nên có khi phải ban nick. Vâng, có khi phải ban nick vì ID bắn quá gà anh em ạ. Đấy, thế thì khổ lắm, buồn xương xương luôn. À, thấy lấp ló đây rồi nha. Thấy lấp ló ở đây rồi. À, đây rồi. Ui, cái đầu chúng tôi. À, là cái đầu nè. Cái đầu thập thò con cò nó mổ nè. Ui, lại cái đầu. Lại cái đầu này. Vâng. Ôi, nó bắn. Vâng, thanh niên tranh thủ thế. Ôi rồi. À, nó lại đặt bom keo ở đây để nó chặn tôi anh em ạ. Vâng. Ôi giời, đồng đội mình mất nhiều máu quá. Đục bom keo anh em ơi. Vâng, giá một con khẩu M82B nhỉ. Giá một con khẩu M82B gọi chất lửa. Ôi, team mình bắn hay quá. Trời ơi, những cái pha cover, sau những pha hát cover của Rikaki Gaming thì team mình bắn hay hẳn. Và được của nó anh em ạ.
Đấy, bây giờ mình phải đóng giáp giềng các kiểu thứ vào. Nói chung là cái bộ đồ này ấy, thì theo mình anh em nếu như mà chưa có bộ thiên thần chiến tranh ấy thì anh em nên xúc, còn nếu mà anh em có rồi thì thôi. Còn cái mấy cái giày thì nói chung là anh em thích thì mua, còn không thích thì thôi. Nói chung là đồ này bên Ghana cũng không ra quá nhiều thứ để gọi là bắt anh em phải mua, bởi vì là đa số mọi người đều đang để dành tiền cho cái bộ đồ đó là cái khẩu skin AK rồng xanh. Đấy, thì anh em mình cũng đã làm 3 video liên quan AK rồng xanh rồi, cả về vấn đề tốn bao nhiêu kim cương để lấy rồi nâng cấp nó ra sao, thì cũng như là so sánh nó với các khẩu AK khác, thì anh em có thể theo dõi một số những video đó để mới mục tiêu tham khảo nha anh em. Đó, ok, còn một trận nữa là mình sẽ top 1 rồi, và một trận nữa sẽ thắng được cái thử thách này rồi. Địch sợ AWM mình rồi anh em ạ. Địch sợ súng ngắm rồi, địch quyết định là đánh móc sang bên tay trái, mà team mình quá cẩn, team mình quá bó cẩn. Vâng, được rồi, team mình quá bó cẩn, team mình cũng đã ăn ở mạng của địch rồi anh em ạ. Vâng, khổ thân đê quy nê nê ngất rồi. Vâng, nhìn nê nê nhớ đến cái cháu anh xưa anh chơi tội. Ui trời ơi, bạn nhảy như thế là dở rồi. Vâng, ui, trận này team mình win chặt anh em ạ. Win chặt này thì qua ăn team tao này. Này thì chơi này Oni Mui. Vâng, đâu rồi, đi đâu hết rồi nhỉ, buồn thế trận này. Ôi trời, team mình đã bị bắn rồi. Và ui, mấy thanh niên này bây giờ đóng nhiều keo thế. Này thì chơi cậu này, bắn tim cậu này, và bắn cái tầm mà bạn cầm súng bắn tỉa và gọi cover tầm xa, gọi là tươi luôn anh em ạ. Trận này tôi chưa chết mạng nào, không dùng bom keo, không dùng cái bom keo nào luôn, thề. Và được đó anh em, ui hay quá, thắng rồi anh em ơi. Và bảo ngay trận đầu tiên gọi là ra mắt bộ thiên thần băng giả ấy, đã có một chiến thắng oanh liệt. Và rất cảm ơn anh em đã theo dõi video này nha. Và nói chung mang tính vui vẻ thôi, vì dù sao mình ra streamer bắn gà nhất Việt Nam mà. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.